Anh em xin giới thiệu đến anh em một cây trực một cốt đế rễ, ok. Đấy, đế rễ được nha anh em. Phình nở, đế nở. Cây trực một cốt đặc sệt không tì vết ba chi. Được chưa? Được rồi, xem thông số anh em ơi. Rễ đế nở ok đấy. Lùng lực. Phình 50. Ven quay phim mà ho gì? Bình 50. Nhìn thôi. Cao 50. Độ dài 40. Rồi mời anh em sưu tầm ủng hộ nha.